Mái tóc bồng bềnh của anh chăm sóc trước khi làm lâu không ạ? Okay. Ngồi máy một lúc mà thấy mùi khét khét này, có sao không ạ? Thì bạn hãy đầu tiên là check bếp nhà bạn nhá. Xong rồi tiếp theo là check CPU, check PC của bạn, nếu mà thấy có khói là có mùi nhá. Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với Hacom và quay trở lại với buổi livestream thứ 6 hàng tuần của chúng mình. Và như các bạn nhìn thấy ở thumbnail thì các bạn cũng thấy là ngày hôm nay bọn mình sẽ rất là tất bật để có thể build những bộ PC gửi đến các bạn trong livestream ngày hôm nay. Và đặc biệt là mục đích của việc build PC ngày hôm nay chính là để dành tặng cho tất cả các khách hàng của Hacom, bởi vì chúng mình mới mở thêm một chi nhánh nữa tại Thanh Trì, đúng không? Biết là đâu? Nó là CT4 Linh Đem đó. Và chỗ đấy thì sẽ hiện tại là cũng đang gọi là trong quá trình thi công nhỉ, và vào ngày 18 thì sẽ là khai trương chính thức. Thế nên là anh em hãy theo dõi trang web của Hacom và trang Facebook của Hacom để có thể đón tiếp những chương trình khuyến mãi mới nhất. Rồi, và bây giờ thì sẽ có tổng cộng đây là 3 bộ máy trưng bày với những mức cấu hình khác nhau, mức giá khác nhau. Rồi, bạn lên chân bên YouTube hỏi là bộ máy, giá từng bộ máy khoảng tầm như nào. Thì cả xem nào, cả ba bộ này rơi vào khoảng triệu. Vâng, hơn 80 triệu một chút. Bộ này thì rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Đây là khoảng tầm 22 triệu, 23 triệu gì đấy này. Bộ này cũng rơi khoảng tầm 23 tới 25 này. Còn bộ này thì khoảng tầm 35 tới gần 40. Đấy, thì mình đang gọi là định giá một chút như thế thôi. Còn chứ mình cũng không có bảng gọi là giá tiền hẳn hỏi ở đây, nhưng mà nó khoảng tầm như vậy. Bùi Cảnh Kỳ hỏi là 35 triệu nên mua CPU nào? Thì nếu mà có thể chơi được thì hãy mua. Nếu nhá, nếu mà anh em không có quá nhu cầu quá cao về cảm hình thì hãy mua 12.600K. Nhưng còn không ấy thì mình khuyên rằng vẫn 11.400F là cơ bản. Đấy. Đây cho em ạ. Hoàn build cái bộ mà em thích cái bộ cây hơn à? Đây, em đang build bộ này trước. Thứ nhất là bộ này cũng lắp dễ hơn, tại vì là nó chỉ có CPU thôi. À, không có cả. Và tiếp theo nữa đó chính là nó cũng đấy, và nó cũng là MATX nữa. Nên là cũng dễ dàng. Tầm giá 130 triệu thì nên dùng VGA 3090 hay là 3080 Ti? Thì mình nghĩ rằng chỉ cần 3080 Ti thôi. Tại vì là 3090 thì chênh lệch hiệu năng về chơi game chỉ có một tí so với cả 3080 Ti thôi. Thế nên là hãy lựa chọn 3080 Ti hơn. Và mức giá của 3080 Ti cũng mềm hơn một chút nữa. RAM thì mình sẽ có FuriBit 3200. Đây là cái kit RAM mà được rất là nhiều anh em lựa chọn bởi vì cái mức giá thành của nó. Em đã lắp xong CPU rồi. Anh có vậy? Của em là i5 mấy đấy? i5 11400 chị ạ. Và trong này sẽ có card onboard. Còn của chị là i5 10400F. Thế nên là sẽ không có card onboard. Và đó giờ sao phải có mặt cả giờ. 25 triệu nên mua CPU và GPU nào? Thì mình nếu mà 25 triệu ấy thì mình nghĩ rằng là nên mua một chiếc nếu mà được cố gắng cho mình là 6600. Đấy, 6600. RX 6600 và CPU i5 11400 nhá, 11400F để có thể có được một hiệu năng tản nhiệt ok nhất. Bây giờ thì 3 triệu nên mua tản gì? Khí hay nước? Mình nếu mà mình khuyên ấy thì nên dùng khí, tại vì là khí của Noctua. Đấy, khí của Noctua rất là khỏe, rất là khủng, và cái vẻ ngoài của nó cũng rất là đẹp chứ, cũng không phải là kém cạnh gì đâu, và tạo cảm giác một cái cảm giác kiểu rất là cứng cáp ở trong cái bộ PC của anh em. Thạch Ly hỏi là bên bạn có nhiều linh kiện y tế không? Thì bên chúng mình nhiều khách hàng build y tế quá. Thực sự rất là nhiều người đến build bên y tế và mua main y tế, cho nên là cái lượng về đồ về y tế nó đang về hơi ít. Nó cuối tuần này thì sẽ có thêm anh em nhá. Theo như thông tin của mình thì là cuối tuần sẽ có thêm. Còn hy vọng rằng là về nhiều một chút. Những mainboard y tế là anh em mua rất nhiều này. Z690 y tế y này, hoặc là Z690 nữa, các kiểu các kiểu. Phan Minh Quân hỏi là kit nước custom nào ngon nhất ở Hacom? Thì anh em cứ hỏi trực tiếp trên gọi là fanpage của chúng mình nhá. Đấy, anh Đạt thì đã bảo là nếu mà khoảng tầm cả card lẫn cả CPU thì rơi vào khoảng tầm 40 triệu tới 50 triệu toàn IK. Đấy, thì là sẽ rất là ngon. Bạn Phong vì tất cả các Facebook bạn hỏi lại nhà em nghèo mới build PC, mới build bộ PC i3 10105F trước 1050 Ti, thì em hỏi là bộ này thời điểm hiện tại còn dùng ổn không? Và nếu nâng cấp thì cần nâng cấp những gì? Nếu mà nâng cấp thì hãy nâng cấp lên chiếc cả của bạn lên. Đó, nâng cấp lên cao một chút hơn. Nhưng mà đừng có nâng cấp kiểu 1650 các kiểu nhá, tại vì hiệu năng của hai cái đấy gần như nhau. Hãy nâng cấp lên khoảng ít nhất là 1660 Super cho mình. Bạn Đỗ Hoàng Ân hỏi là anh ơi, chơi ngồi máy một lúc mà thấy mùi khét khét này, có sao không ạ? Thì bạn hãy đầu tiên là check bếp nhà bạn nhá. Là một này. Xong rồi tiếp theo là check CPU, check PC của bạn, nếu mà thấy có khói là có mùi nhá. Bạn Đỗ Hoàng Ân nhá. Bạn Chiến Thắng hỏi là cho mình xin thông tin cây bạc. Bạn cây bạc à? Ừ, cây bạc thì em là giới thiệu đúng không? Cây bạc là Zonbo D30 anh em nhé. Cái vỏ cây này thì mình thấy khá là đẹp đấy, mình đánh giá là khá là đẹp đấy. Render thì chọn card nào? Render 3D. À, thế thì mình rất rất là khuyên
anh em lựa chọn đó chính là card Nvidia, tại vì cái Nvenc là một này là để cho cái video và livestream nhá. Thứ hai đó chính là CUDA của Nvidia được hỗ trợ nhiều hơn trong các phần mềm của giới làm việc. Đấy, thế nên là việc mua card Nvidia là chính xác, là hợp lý. Zoro Ronorona hỏi là PC bên anh build khủng nhất là từng bao nhiêu tiền? Tỷ 6. Wow. Anh Đạt trong quá trình làm việc của anh Đạt ở đây thì anh Đạt đã build được một PC tỷ 6, rất là khủng. NT hỏi là bên mình có bán dụng cụ lắp máy không? Thì vấn đề là chúng mình có bán những dụng cụ để chúng mình có bán cái gọi là tool kit, tool vít của IK để anh có thể lắp máy là một này, và sửa chữa rất là nhiều các thứ khác nếu mà anh em muốn. Còn có những mình có bán tool của Tản Nhiệt Nước không anh nhỉ? Có đó, em nhớ là như mình có bán cả tool của cả Tản Nhiệt Nước nữa. Thế nên là anh em hãy lựa chọn. Thôi, thôi em ngồi recommend xong rồi em vãi thì nó không xong đâu kìa. Ôi em đang bị chậm trễ hơn so với chị Phương rồi. Ô thế á? Đó, thôi, em đang lắp à? Em đã lắp gì đâu, lắp main nó xong đâu. Vendor 3D thì dùng 3090 hay là Quadro RTX 8000 thì render 3D mình khuyên rằng anh em nên chọn Quadro nhá, tại vì nó sẽ có những cái phiên bản driver dành riêng cho những phần mềm làm việc như thế, và nó sẽ giúp cái hiệu năng của anh em có thể được đẩy cao hơn, hoặc là cái card, cái phần mềm đó có thể sử dụng cái con card của anh em tốt hơn. Loli đại đế hỏi là chip đơn nhân nào khỏe nhất trong tầm giá 10 triệu ạ? Ui, tức là cả cái chip là 10 triệu á? Thế thì anh em mua 12.600k thôi, đơn giản, dễ dàng. Tại vì 12.600k bây giờ có hiệu năng đơn nhân rất rất là khỏe, và thế nên là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Uầy, cái vỏ cây này rất là hay nhá. Vỏ cây này sẽ có một cái hệ thống gắn SSD rất là dễ dàng, mà không yêu cầu mình phải sử dụng ốc gắn vào trong vỏ cây. Kỳ diệu không? Khá là giống của chiếc NR200. Bạn Lê Mỹ hỏi là Vivobook Ryzen 5 với cả 3050 có chơi được GTA setting nào? Mình chắc chắn là sẽ chơi được cả 2 thôi, nhưng mà mức FPS bao nhiêu thì mình nghĩ rằng sẽ vẫn trên với mức 60. Và anh em sẽ có một trải nghiệm chơi game rất là tuyệt vời với cả chiếc máy đấy. Anh ơi, nên mua cây có fan sẵn hay là nên mua cây có không có fan rồi lắp fan ngoài? Với những cái bộ cây giá rẻ nhá, thì mình khuyên rằng anh em không nên mua cây có fan sẵn, nếu trừ khi mà anh em muốn làm màu. Còn những cái cây vỏ cây cái fan có sẵn ở trong cây ấy, nó sẽ thường chất lượng rất là thấp và anh em sẽ không đạt được nhiều hiệu năng tản nhiệt từ những cái fan đấy. Hay nên mua những fan ngoài như là fan của ID Cooling này, nếu mà anh em muốn rẻ này, NZXT hoặc là của EK các kiểu, nếu mà muốn. À đây, đây. Bạn Binh Phạm hỏi là con Zonbo CR1000 Plus đó có sync LED được cộng với main không? Hay vẫn chỉ là LED auto như con CR1000 thường? Cái đầu này của mình thấy đang lắp ở đây là nó sẽ không có đầu ARGB anh em nhé. Không có đầu 5V hay là đầu 12V, thế nên là sẽ không sync main ở đâu. Hơi tiếc một chút, giá mà Zonbo có thể gọi là hào phóng hơn một tẹo để chúng ta có thể sinh minh được. Ờ biết thế đâu, ngoại bóc từ nãy giờ đã dính một tí ở đây rồi. Chết quá. Rồi, bộ mình thì cũng gọi là lắp xong rồi. Đấy. Ôi, trông đẹp thực sự. Rồi. Của em đúng không? Thành quả. Cắt đi này. Bạn Đông Phang hỏi là con cây đang lắp là con cây gì? Thì đây là Zonbo D30, phiên bản nhỏ hơn của i400 và có mức giá khoảng tầm 1.8 triệu. Đó, rất là rẻ. Rồi. Tiếp theo thì bây giờ sẽ là vỏ cây bộ AMD. Cái gì của em? Hiện tại bây giờ ở trong đây. Spring hỏi là đang hỏi dùng 1080 Ti mà đổi sang 3060 thì có đáng không? Câu trả lời là không. Hay là lên hẳn 3080? Mình nguyên là lên hẳn 3080 để nhận thấy sự khác biệt nhá. Còn lên 3060 thì không có khác biệt đâu. Em đảm bảo. Em tháo ra để lắp nào. Đôi khi còn không cảm thấy hơi tiếc tiền cơ, tại vì là nó không đáng một chút nào. Cho mình cho. Bạn Huân Trịnh là mình build máy ở Hà Nội Hacom, không biết sau này mình có thể mang ra Hacom để nâng cấp linh kiện không? Có chứ. Không biết của Hacom mà đây ra Hacom nâng cấp được cơ mà. Bạn Hoàng Đỗ bên Facebook bạn nói là ở thời điểm hiện tại thì giá VGA build cùng với máy có rẻ hơn là bán lẻ không? Bây giờ bán lẻ thực ra cũng rất là khó. Vâng. Không nhiều cơ sở bán lẻ. Không, những mẫu cấp thấp thì bây giờ bán lẻ ít, nhưng mà những mẫu cấp rất là cao thì bán lẻ lại vẫn ok. Và mọi người cũng có thể mua lẻ được. Bạn VPT Official, bạn ấy hỏi là anh ơi, combo của em là i3-10105F cộng với 6600XT Gaming, 16GB RAM chiến game ổn không ạ? À? Hay là phải nâng chip? Ổn nhỉ? Quá là rư luôn. Ừ, ổn mà. Xong chưa? Chưa. Lâu quá vậy. Hay là chị ngắm dây nguồn trước cho mấy cái này nhá, với cả chị dọn dần nhá. Em gắp xong sử dây nguồn, đang gắp xong sử dây nguồn nên chị ngắm một em gì ạ? Thì ý là chị dọn cái bên này này. À vâng, chị dọn đi. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi, cần lắp nhanh. Em đi dây nốt đây cho nó đẹp đã. Cái này cất đi đúng không? Để chị cất hộ em nhá.
ba con mà bọn mình đã lắp được. Ra ra đây đi. À đây rồi, mấy con lắp ở đây rồi. Rồi, bộ đầu tiên đã lên đèn. Đang tạm lên đèn. Rồi bây giờ mình sẽ một bắt đầu. Rồi. Hai nào, xoay ra. Xoay ra để cho mọi người nhìn dễ hơn đúng không? Bật đây chị. Ôi giời, lên ngon hơn luôn. Giờ đấy con của chị mới nguy hiểm này. Từ từ nó sẽ bật lại. Từ từ rồi. À, đây. Ok. Rồi. Và địa chỉ của cơ sở mới của chúng mình sẽ nằm ở CT4A của Bắc Linh Đàm nhé. Mọi người hãy đến đó và tận hưởng những cái chương trình khuyến mãi sắp tới vào ngày 18 tháng 12 thôi. Và ba bộ PC này cấu hình cũng rất là tầm trung. Hai bộ này thì trên 20 triệu và bộ này thì khoảng 35 đến 37 triệu. Wow, đó. Đẹp thật đấy. Em thấy đẹp. Đó, đẹp đúng không? Cái tản này rất là đẹp. Đó, còn cái này thì cây rất là đẹp. Các bộ của mình chả có gì đặc biệt vậy. Nhưng mà không, nó có đặc biệt nhất là giá nó rẻ nhất ở trong này. Đó, mọi người có thể tham khảo những cái cấu hình mà bọn mình sẽ để ở phần mô tả trong video này. Thì hai con sẽ phục vụ các bạn từ những bộ PC tầm trung rẻ cho đến cả những bộ PC cao cấp mấy trăm triệu luôn. Mấy trăm triệu tới hàng tỷ luôn. Đúng rồi. Còn bây giờ chắc là cảm ơn mọi người đã rất là kiên nhẫn theo dõi chúng mình đến bây giờ. Và mình cũng thấy là nhận ra rất là nhiều những câu hỏi về laptop. Sau đấy thì chắc là sau thời gian này thì bọn mình sẽ cố gắng triển khai nhiều laptop hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào. Bye bye anh em.